Đẳng ơi, lâu lắm rồi chị em mình không nói chuyện với nhau đấy. Ở nhà ơi, mọi người chia sẻ like giúp em với ạ. Em cảm ơn Bảo Thi ạ. Em chào Kiều Nguyễn. Chờ mọi người vào đông đông một chút rồi em like nha. Chờ mọi người vào đông đông chút nha. Bộ trước nha cả nhà. Tình cảm đi xuống quá các bác Hằng ạ. Lâu lắm rồi đấy. Chị Hằng ơi, chị Hằng nhìn có bị tối không ạ? Tình cảm đi xuống quá. Tình hình là phải kéo cho tình cảm đi lên thôi. Em nay đổ bộ trước nha cả nhà ơi. Hơi tối ạ, à? Em ngồi góc mới bị tối đấy. Phải gánh điện nhờ. Bị tối ư. Chuyển nha. Sáng hơn chưa ạ? Son môi đéo chỉ 3C đấy. Em đánh 3C ạ. Ok luôn Bảo Bình ơi, bán chịu luôn. Sáng hơn chưa ạ? Em chào Hằng Nguyễn, chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, mọi người chia sẻ, làm ơn chia sẻ like giúp em với ạ. Có ai thích bộ như em đang mặc không ạ? Lâu lắm rồi hôm nay em lại vào like hàng đấy. Em bắt đầu like nhá. Mọi người em trong lúc em like hàng ấy, ai lấy sản phẩm nào thì ví dụ như lụa thì làm ơn là ghi lụa ở dưới giúp em, xong là ghi số điện thoại ở dưới để cho em dễ nhận biết nhá. Em chào ở nhà nhá. Xét lụa như em đang mặc nhá. Xét lụa như em đang mặc màu đỏ này. Như màu đỏ bộ em mặc còn duy nhất một bộ màu hoa này, duy nhất một bộ này nhá. Từ 55 cân đổ lại mặc vừa. Đang có giá sale còn 250 nhá mọi người nhá. Chất đẹp nhá. Em bao chất bao ấy luôn nhá. Đây ạ. Còn 250 nhá. Xét lụa là còn 250 ạ. Quần này. Xét lụa là còn 250 nhá cả nhà. Ai lấy xét lụa này thì ghi ở dưới giúp em là lụa nhá. Mặc đi ngủ cực kỳ là mát luôn. Hàng đẹp luôn nhá. Ở dưới nhá, kèm số điện thoại nhá. 250k. Xe này còn 250k nhá cả nhà. 250k. Và em đã đính ở trên là bạn nào mà chia sẻ liver ở chế độ công khai ấy thì sẽ được giảm 50k một bộ nhá. Còn như bộ này là em đã giảm rồi này. Bộ này đã giảm rồi nhá, còn 250 nhá. Chất lụa đẹp nhá. Chào Viên Viên, hello chị Viên Viên. Bộ Adidas này. Bộ Adidas. Bộ Adidas này 58 cân, 58, 60 cân đổ lại bằng vừa nhé cả nhà nhé. Bộ Adidas này. Bộ Adidas này còn có hai set, một set màu xanh màu đỏ nhá. Quần đây ạ. Rất đẹp nhá, em bao chất luôn nhá. Chất cực kỳ là đẹp luôn ạ. Rất đẹp lắm luôn nhá. Rất đẹp lắm luôn nhá. Đây ạ. Chất dày dặn đẹp cực kỳ luôn. Đây nhá cả nhà. Cực kỳ là đẹp nhá. 250k. Bạn nào chia sẻ like sẽ còn 200 này. Ai chia sẻ like sẽ còn 200 nhá. Có hai màu nha cả nhà nhá. Cực kỳ
xinh nhá, màu đỏ đây ạ. À? Ba màu ạ. À. Màu đỏ nữa này. Đỏ. Hồng. Xanh đỏ hồng ạ. À. Xanh đỏ hồng nhá. Xanh đỏ hồng ạ. À. 250 này. Ai chia sẻ liver, ai chia sẻ like sẽ còn 200 này. Em bao chất luôn nhá. Bao chất luôn ạ. À. Em chào anh Hoa đi. Anh Hoa ơi, xem mà đổi cho em một cái dây dắt của cái mic mới. Đây ạ. Lần lượt mẫu nhá, lâu lắm rồi không like. Bây giờ mày, tại vì cái link cũ của em nó bị mất rồi, link mới này ít người quá. Cả nhà làm ơn chia sẻ like giúp em nhá. 250 nhá, 250 ạ. Chia sẻ like ở chế độ công khai màn hình gửi sang sẽ còn 200 nhá. Ba màu nhá cả nhà, cả màu xanh nữa ạ. Bao chất luôn nha, bao chất bao giá luôn đấy, bao chất bao giá luôn, chất cực kỳ là đẹp luôn. Ai mua hàng nhà em rồi thì biết đấy, chất cực kỳ là đẹp. Đây nhá, ba màu nhá, ba màu nhá. Ít quá, mọi người đi ra hết rồi. Em muốn ba màu nhá. Còn một set ong duy nhất ạ. Set ong duy nhất, hàng cao cấp này. Hàng cao cấp này. Còn một set ong duy nhất, giá cũ của nó là 450. Bây giờ sẽ ai sẽ chia sẻ khi mà sẽ xuống còn 380 này. 380 ạ. Một set ong nha, một set ong duy nhất nha. Hàng cao cấp, hàng đẹp luôn nha. Bằng ở nhà, bằng đi chơi đều được luôn cả nhà nhá. Quay sát cho mọi người. Chất cực kỳ đẹp nhá. Em vừa quay qua một loạt nhá, xong mọi người ai xem lại được chốt cái gì thì báo cho em nhá. Đây ạ. Set ong thì còn một set duy nhất nè. Set ong thì còn một set duy nhất ạ. Chất cực kỳ là đẹp này. 450k này. Ai chia sẻ like sẽ xuống còn 380 ạ. Đây ạ. Chất cực kỳ đẹp nhá. Để Gucci này. Gucci 270 ạ. 270 quần dài nhá. 270. Set này hàng cao cấp này. Đỏ này, quần nỡ nhá, set đỏ này quần nỡ nhá cả nhà nhá. Chất đẹp lắm luôn nha. Màu trắng ạ, à, màu trắng quần nỡ nha. Đây nữa ạ. Bao chất luôn này. Trời ơi, không ai nói gì buồn quá. Ngồi nói chuyện đi. Người quá. Em mất cái nick kia em tiếc lắm luôn ý. Rồi. Cả nhà nói chuyện với em đi, cho khí thế tím nào.
đẹp luôn nhá. Đây nhá em giơ này. Chất đẹp lắm luôn ạ. Chất không đẹp trả lại tiền, khách trả lại hàng luôn nhá. Đây nhá. Em quay sát được nhìn đấy ạ. Quần của nó đây nhá chị nhá. Quần cực kỳ là đẹp luôn. Đây ạ. Đây nhá. Chất đẹp lắm luôn nha, em bao chất luôn nha. Chị lấy màu nào chị chốt cho em nhá. Xếp màu đỏ là xinh lắm ạ. Màu đỏ ngắn này, màu đỏ dài này cũng xinh này chị ơi. Màu đỏ oxy dài này cũng xinh nhá. Màu đỏ oxy dài cũng xinh này. Màu đỏ ong này cũng xinh nhá. Xét đỏ ong này còn có duy nhất một xét thôi, chắc đẹp lắm luôn ạ. Đây ạ. Phêu ong nhá. Phêu chim. Nguồn chim nhá. Xét này có giá là 450 ạ. Bạn Thu ơi, bạn hỏi set nào ạ? Set này có giá là 450k này. Sẽ bạn nếu như bạn chia sẻ like sẽ xuống giảm cho bạn 50k. Đây ạ. Set này là hàng cao cấp nhưng còn duy nhất có một set thôi ạ. Còn duy nhất một set này. Còn duy nhất một set. Ưu tiên cho khách nào lấy set này luôn. Ưu tiên cho khách nào lấy set này nhá. Sẽ giảm kịch sàn cho khách nào lấy set này. Còn duy nhất một set này. Còn duy nhất một set này, ưu tiên cho khách nào lấy set này này. Chất đẹp lắm luôn nhá. Bao chất luôn nhá. Còn nữa ạ. Chị Bảo Thi ơi, chị xem set đỏ vừa nãy ạ. Đây ạ. Đỏ này có giá là 270 nhá. Xét đỏ là giá có giá 270 này. Khách nào chia sẻ like sẽ giảm 50k này. Đây ạ. Xét này có giá là 270. Khách nào chia sẻ like sẽ còn 220.000 này. 220.000 một xét là quá đẹp luôn. Quá rẻ, quá đẹp luôn ạ. Chất quá đẹp luôn nhá cả nhà nhá. Không đẹp trả lại tiền luôn nhá. Đây ạ. Đỏ mật cuối à? Đây à chị, xếp dài đây à? Xếp dài hay xếp này à? Đây à? Xếp dài là đúng không chị Thi ơi? Chị Phương Nhi ơi, chị hỏi xếp này là size phi size chị nhá. Như set này em đang giơ là phi size này, dành cho khách từ 55 cân đổ lại mặc vừa nhá. Đây ạ. À. Để em tắt nhạc đi nhá. Đây ạ. À. Set này phi size nhá. Set này đúng không ạ chị? Set này phi size này. Set này phi size nha, từ 55 cân đổ lại mặc vừa nhá. Còn set này thì set này cũng thế ạ. Set này cũng phi size luôn nha cả nhà nhá. Set này cũng phi size luôn ạ. Set này cũng phi size luôn này. Hầu như đồ bộ toàn phi size nhá. Set này size L nhá. Set này size L ạ. Set 270 này là size L nhá. Set 22 ạ. Đây ạ, set 22 đây ạ. Set 22 này là size L nha chị nhá. 270 này, chị chia sẻ liver sẽ còn 22 ạ. Set này là size L nha chị nhá. Set này size L nha. Đây ạ, tầm người như em mặc vừa nhá. Đây ạ. Em bao chất luôn nha, bao chất bao giá luôn đấy ạ. Chất cực kỳ là đẹp luôn. Toàn là hàng đẹp thôi. Chất dày dặn đẹp lắm luôn nhá. Không phải là hàng chợ đâu ạ. Em bao chất cho cả nhà nhá.
lấy set này không ạ? Chị bao nhiêu cân chị Phương Nhi ơi? Ai lấy set này không ạ? Ai lấy set này? Chốt cho em nào. Có ai lấy set này không ạ? Set này cực kỳ là đẹp luôn. Không lấy uổng lắm luôn ý. Chất nó đẹp lắm luôn ý ạ. Giá của nó là 270 này. Chia sẻ like sẽ còn 220 này. Chia sẻ like sẽ còn 220 một set ạ. Chất quá là đẹp luôn. Cực kỳ đẹp nhất cả nhà nhá. 50 cân chị cao mét bao nhiêu chị? Em 55 cân em còn mặc vừa mà chị Phương Nhi. Nó co giãn mà chị. Nó co giãn chị ạ. Nó co giãn nha, áo co giãn nha. Em 55 cân em còn mặc vừa mà. Đúng rồi ạ, 220 ạ. 270 chị chia sẻ like cho em sẽ giảm cho chị 50k còn 220 ạ. Chị Phương Nhi lấy không ạ? Chị Phương Nhi lấy chút giúp em với ạ. Để em qua mẫu. 220 ạ. Chị ơi chị mặc được không? Hello Phạm Huyền. Ừ lâu lắm rồi hôm nay mới lại like lại đấy. Set này nhá, set này 270. Còn 220 cho khách nào chia sẻ like ạ, 220 ạ. Không ai lấy cực kỳ là tiếc luôn ý. Chất nó đẹp lắm luôn. Không ai lấy là tiếc lắm luôn này. Em qua mẫu nha. Em qua mẫu nhá. Chị không vừa à? Trời ơi, size M mới vừa. Chị ơi, nhưng cái form này không phải là form to đâu ạ. Cái form này không phải form to. Áo nó không phải là form to đâu chị, nó ôm theo người ấy. Chị mặc đến đâu nó ôm người và chị đến đấy mà, chứ có vẻ là form rộng dành cho người béo đâu. Form này cực kỳ là nhỏ mà chị. Chị mặc được. 50 cân mà chị cao như thế, chị chiều cao như thế chị phải mặc size này. Đẹp lắm chị. Yên tâm là vừa, không rộng đâu. Em đang quay gần để nhìn cảm giác áo to thôi chứ ở ngoài áo nó nhỏ lắm. Chị không rồi, em qua mẫu nha. Còn một set lụa như của em đang mặc này. Một set lụa như em đang mặc. Một set lụa hoa như em đang mặc này, 250k. 200, của giá cũ còn là 290 ạ. Bây giờ còn 250 này. Chia sẻ đi, vừa sẽ giảm 50k còn 240 ạ. 240, chia sẻ like sẽ còn 240 này. Ai lấy nốt set này không ạ? Đùi lụa nhá. Quần mặc cực kỳ là xinh luôn nhá. Lụa. Set đáp ngắn. Set đáp ngắn ạ. Ba màu. Hồng, đỏ, xanh. Hồng, đỏ, xanh này. 250, chia sẻ like sẽ còn 200 ạ. 200k, 200k cả nhà ơi. Có ai nhấc không? 200k. Em cứ qua mẫu nhá, xong mọi người xem lại. Ai lấy gì thì inbox cho em nhá. Đây ạ. 250 này, chia sẻ like sẽ còn 200 này. Chia sẻ like sẽ còn 200 nhá. Cực kỳ là xinh luôn, quá xinh luôn ạ. Ôi nóng quá, lâu lắm rồi không like, giờ like cảm giác khó chịu quá. Set dài này, set quần dài nhá cả nhà. Set quần dài ạ. Set này 270 này. Chia sẻ like đi ạ, chia sẻ like sẽ còn 220 ạ. Chia sẻ like còn 220 này. Chia sẻ like sẽ còn 220 nhá. Set tím ạ. Size L. Set này hàng cao cấp rồi. 390 ạ. 390 chia sẻ like ạ. Chia sẻ like sẽ còn 340 ạ. Chia sẻ like đi cả nhà. Màu tím nha. Xanh ạ. Set xanh cũng thế như này nhá. Set xanh này. Vest đen. Em qua mẫu nha, em qua sang áo nha. Cả nhà có ai muốn xem áo sơ mi không ạ? Cúp si trắng cũng như set tím vừa nãy nhá. Mạng yếu ạ? Mạng bên em bình thường mà. Sao thế nhỉ? Chắc do mạng bên đấy đấy.
cho mạng bên chị ấy, chị Hà. Nóng quá. Không xem được ạ, à? Bây giờ làm nào? Trời ơi. Quần em không có đâu ạ. Đồ bộ nhiều, áo sơ mi. Quần thì em chỉ có vài cái quần jean thôi, có quần có mấy cái quần jean này. Có mấy quần jean này giá 200k này, có ai nhấc không? Hello Huế. Em lấy áo sơ mi nhá. Áo sơ mi, áo thun nhá. Một số mẫu trước nhá. Mạng ok mà. Thank you em. Em cảm ơn anh. Áo sơ mi trắng đây ạ. Sơ mi như này nhá. Trời ơi không có giá. Sơ mi ạ. Sơ mi quá xinh luôn nha. Giảm 70k này. Áo sơ mi này giá 370 này, giảm 70k cho áo sơ mi trắng này nhá. Giảm hẳn 70 này. Cực kỳ là xinh luôn nha. Em cứ đi một loạt nhá. Ừ ánh sáng không tốt tại vì nó tối em. Biết làm thì nào được. Không hiểu sao luôn. Em cứ đi một loạt nhá, ai lấy áo sơ mi gì thì chụp màn hình gửi sang cho em nhá. Em sẽ báo giá nhá. Tại vì bây giờ báo giá từng cái một thì nó cũng hơi mất thời gian. Đây nha. Cực là xinh nhá. Bây giờ mặc mẫu được không? Mặc mẫu được thì cực kỳ là đẹp luôn. Nhưng mà em người mặc mẫu quá nóng. Đây ạ. Nó bị lệch rồi. Tay bồng như này nhà nhá. Sơ mi tay bồng nhá, con này cực xinh luôn nhá. Có hai màu nhá. Em cứ like từ từ để cho mọi người quen với em. Tại vì lâu rồi em nghỉ em không like nên mọi người quên mặt em rồi. Con áo này cực chơi, cực chất này. Cực xinh nhá. Chất lắm luôn nhá, hở vai nhá. Hở một phần vai ạ. Trời ơi. Vâng, nói chuyện thôi, chắc anh không like được đâu. À anh ơi, xem sửa cho em cái mic, cái dây sạc thôi. Tâm sự thôi. Nói chuyện với cả nhà thôi, em không like được đâu. Lười like lắm luôn ý, bây giờ bảo em like hàng cực kỳ là lười. Cái dây cắm truyền vào điện thoại ấy, anh, lúc sáng em, lúc trưa em hát ấy, nhưng mà không, nó không ra nhạc, nó không truyền nhạc ra. Nó không phát nhạc ra ngoài ấy, xong rồi nhiều khi bị mất tiếng ấy. Kiểu nó bị lỏng cái rắc anh ạ. Không hiểu sao anh cho anh phải đổi cho em một cái dây rắc hay quá. Mua cái dây rắc hay ở ngoài cũng có. Tại vì rắc nó đi theo bộ của mic rồi. Có mà. Cái nào cho có ổ cắm loa em. Cái nào cũng có ổ cắm loa mà. Sao 7 Bluetooth này không có ổ cắm loa là như thế nào? Thế thì nghe bằng cái gì? Nghe bằng cái gì ở Huế? Trời ơi. Bluetooth không có à? Sao lại thế nhỉ? Chị không, chị chưa lên đời máy cao như thế nên chị không biết.
Cả nhà đợi em xíu nha, em treo đồ lên là mình tám chuyện nha. Buồn quá đi. Cái kìa. Ờ anh đang bảo 77 nút rắc dẹt kìa em. À chắc là nó chung với cả cái rắc điện thoại luôn hả anh? Nó chung với cả cái nguồn sạc điện của điện thoại đúng không? Cái rắc dẹt của nó cắm chung với cả ấy em, cắm chung với cả cái chân sạc của điện thoại ấy. Cái nguồn để em sạc pin ấy. Bây giờ em cắm thử cái để cho anh xem nhá. Em cắm thử cái loa để cho anh xem nhá. Anh xem hộ em nhá, tại sao loa lại không được nhá. Cây loa là cây loa nó không được. Lúc sáng em like không được. Bây giờ em sẽ cắm thử để cho anh xem tại sao nó không ra nhạc, tại sao nó không phát nhạc được ra ngoài. Đấy mới là một vấn đề. Đây, em phải tháo cái mic ra đã. Trời ơi, cái gì nổ. Em không nghe hàng nữa rồi mà bây giờ em chuyển sang hát. Có ai muốn nghe em hát không? Ây chà. Chào anh, nợ đời. Hello anh. Hello, hello. Em ơi có bao nhiêu sau mỗi năm cuộc đời. 20 năm rồi. Anh ơi có bao lâu 20 năm sau. Tình yêu xa vời vợi. Anh ơi có là bao. Anh ơi, anh nhìn rồi em này. Cắm này đúng không? Cái rắc màu hồng rồi đúng không? Rắc màu hồng đúng không anh? Em cắm cái mic vào đó. Cái này sẽ cắm vào đây. Cái dây này cắm cạnh cái dây màu hồng rồi đúng không anh? Cái dây này cắm cạnh cái dây màu hồng đúng không? Bây giờ em sẽ thử cho anh xem nhé. Nó không lên đâu. Đó. Cái răng này. Em đang thử cái bộ mic của em anh, bộ mic hát ấy mà bây giờ nó đang bị trục trặc, đang nhờ cái anh này anh ấy chỉnh hộ. Bây giờ em sẽ cắm cái jack vào đây để xem nghe.
Nghe nó có truyền mic ra không anh? Cả nhà có nghe truyền mic ra đấy không ạ? Anh ơi nghe hộ em xem có truyền mic ra không? Cái điện thoại này không có chỗ để đứng. Ôi thế này. Đó, em sẽ truyền thử nhạc nhé. Truyền thử nhạc xem có được không. Tại vì lúc sáng cắm truyền nhạc không được. Đó. Được chưa ạ? Anh ơi em cắm mất rồi có nghe thấy gì không? Em có cái để điện thoại rồi nhưng cái kia của em nó đang bị gãy. Em mở thử nhạc xem mọi người nghe xem có được không nhá. Có nhạc không ạ? Cả nhà nghe có nhạc không ạ? Cả nhà nghe có nhạc không ạ? Đấy, em đã bảo rồi là không truyền nhạc ra mà anh. Nó không truyền nhạc ra ngoài. Nó không truyền nhạc ra anh ạ. Mà cái dây jack cắm nhạc đây. Em không hiểu sao luôn. Anh nhìn giúp em cắm đúng chưa? Anh Hòa nhìn giúp em cắm đúng chưa? À. Không, cái này hôm trước em cắm vẫn được mà, hôm trước em cắm nghe vẫn được mà. Nhạc từ máy tính em sợ không hát được. Là em muốn ôm chân anh lúc này. Em phải rút cái nguồn ra, em lấy nguồn, không lấy nguồn từ máy tính nữa, em lấy nguồn từ đây cho nào. Có nhạc không ạ? À? Được không anh? Tại vì vừa em cắm cái nguồn này từ điện thoại. Lê Tuấn. Vẫn không được à? Nó truyền nhạc ra nhưng mà lại không, à nó truyền mic ra nhưng là không truyền nhạc. Anh nhìn giúp em xem em cắm có chuẩn không? Anh nhìn giúp em cắm có chuẩn không ạ? Được chưa anh? Anh hướng dẫn em ở trên này với ạ. Đây, em rút ra nha, em rút ra em. Em rút ra em cắm lại nhá. Không hiểu sao. Cái máy này mọi khi em vẫn lấy nhạc được mà. Mọi khi em vẫn lấy nhạc được. Trên
trên này em vẫn nghe thấy. Anh nhìn giúp em này. Anh nhìn giúp em nhá. Đây à? Đây lúc bên trên đây em ấn nó đang có độ vang mà nhưng mà không không có nhạc, nó không truyền nhạc ra máy ấy anh. Sai như nào anh ơi? Được chưa ạ? À? Dây xanh hay dây hồng à anh? Đây ạ. Đúng chưa anh? Đúng chưa à? Đúng chưa ạ? Đây anh ơi, đúng chưa? Em chuyển dây rồi đấy, đúng chưa ạ? Mic cắm bên trái. Đây mic em đang cắm bên trái mà. Dây phát nhạc cắm xuống dưới. đây, em rút ra đây, em rút ra đây. Đây à, em rút cái này. Đảo sang đúng không? Đây em đảo sang rồi, được chưa ạ? Em đảo rồi anh ơi, em đảo sang rồi này. Đây ạ. À. Thì đây em cắm muốn màu hồng đây mà. Còn đây là cái dây tai nghe. Đây là cái dây tai nghe mà. Đây là dây tai nghe. Cái này là dây Truyền chuyền. ra máy điện thoại này. Cái dây là dây line. Dây này là dây line ạ. Còn cái dây trắng đây là dây phát nhạc đúng không ạ? Đổi. Trời ơi. Lung tung quá, không biết đâu mà lần. Được chưa ạ? À? Alo. Được không ạ? Không được. Sai rồi. Sai rồi. Sai bét rồi. Đó, cắm cái này vào thì có nhạc này. Trời ơi, em rối trí quá. Đây. Mọi khi em vẫn dùng nó có sao đâu. Mọi khi em vẫn dùng nó bình thường mà. Âm mic à? Trời ơi. Em dối trí quá. Em dối trí quá. Anh ơi gọi video bây giờ là em phải thoát ra đấy. Anh đợi em chút nha. Vâng, anh đợi em chút em gọi video cho anh.
Cả nhà ơi, cả nhà đợi em chút, em chỉnh lại cái mic rồi em vào lại nhá.